Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của chúng mình nha. Xin chào. Chào mừng các bạn đã đến với Q&A số đầu tiên của chúng tôi. Mùa giải mới bóng đá châu Âu đã bắt đầu khởi tranh và cũng đã có rất nhiều các vấn đề, các câu hỏi được đặt ra cho mỗi đội bóng. Chúng tôi sẽ cố gắng thu thập và trả lời các câu hỏi hay nhất của các bạn. Và sau đây là những câu hỏi đó. Đội hình của Juventus nên sắp xếp theo sơ đồ nào để có sức mạnh tối ưu? Có rất nhiều sự hoài nghi đặt lên khả năng thành công trong thương vụ đưa Pirlo lên lều lái con thuyền Juventus sau thất bại thảm hại của Sarri và chiến thuật Sarri-Ball của ông. Nhưng bên ngoài lề sân cỏ, những nhân vật có tiếng tăm của bóng đá Italia đã có chung nhận xét về kỹ năng lái tàu của vị tân huấn luyện viên sinh năm 1979 như thế này. Pirlo là huấn luyện viên bẩm sinh. Về triết lý của mình, Pirlo có phần tương đồng với những huấn luyện viên bóng đá tại Italy khi theo đuổi nguyên tắc CRP, viết tắt theo tiếng Italia của các từ Costruzione, tổ chức lối chơi, Ampiezza, biên độ đội hình, Rifinitura, khả năng xâm nhập vào 1/3 cuối sân và Profondità, xâm nhập từ phía sau hàng thủ đối phương. Trong trận giao hữu thắng Novara 5-0, Juventus của Pirlo thi triển song song hai sơ đồ chiến thuật, phòng ngự với 4-4-2, tấn công với 3-2-5. Với hậu vệ phải Danilo bó vào trung lộ, chơi trung vệ cùng Chiellini và Bonucci. Hay ở trận ra quân thắng lợi đầu mùa giải trước Sampdoria, Pirlo tiếp tục trung thành với sơ đồ 3 hậu vệ, 5 tiền vệ với Ramsey đá cao nhất ngay sau lưng bộ đôi tiền đạo có sự kết hợp mới mẻ giữa Ronaldo và Dejan Kulusevski. Như vậy chúng ta sẽ đánh giá sơ bộ đội hình có thể cho là mạnh nhất của lão phu nhân nếu xây dựng theo sơ đồ 3-5-2 đang tạo nên những nốt thăng đầu tiên của Pirlo nhé. Ở vị trí thủ môn sẽ là Szczęsny, bắc chính và lão tướng Buffon là phương án dự phòng. Bộ ba hậu vệ ở hàng thủ sẽ có sự cân bằng giữa sức mạnh, sự tinh tế và kinh nghiệm thi đấu gồm Danilo, Bonucci, Chiellini. Năm tiền vệ ở khu trung tuyến sẽ bao gồm tân binh Artemelo đến từ Barca, Matt Kenny từ Schalke 04 và Bentaker đảm bảo nhiệm vụ điều tiết lối chơi nhờ sự đa năng của họ. Còn đôi cánh Douglas Costa cũng như Juan Cuadrado với tốc độ tốt sẽ được trao gửi nhiệm vụ khuấy đảo hai hành lang cánh của đối thủ. Và trọng trách săn bàn chắc chắn phải thuộc về bộ đôi sát thủ Ronaldo và Dybala. Và đây là sơ đồ đội hình cụ thể chúng tôi cho là sẽ phát huy tối đa sức mạnh của Bianconeri nếu Pirlo áp dụng theo sơ đồ 3-5-2 biến thể của mình. Vậy với những gì có được, liệu Juve có vô địch Champions League trong tương lai gần? Đây có lẽ là câu hỏi luôn đặt ra trong đầu của các fan Juve. Ba đơm già thành Turin đã thống trị Serie A 9 năm liên tiếp, nhưng có lẽ mục tiêu của họ chưa bao giờ chỉ là giải quốc nội mà phải là đấu trường số 1 châu Âu UEFA Champions League. Họ đã mang về quý ngài Champions League Cristiano Ronaldo, nhưng đã hai mùa giải trôi qua, họ vẫn chưa có điều mình cần. Sau sự thất bại của huấn luyện viên Sarri và bất ngờ bổ nhiệm Andrea Pirlo làm huấn luyện viên, có thể thấy rõ Juventus đang hướng tới một tương lai lâu dài hơn. Dù tiếp tục vô địch Serie A, nhưng đây là một mùa giải vô địch bất ổn nhất của họ. Lão bà vẫn đang sở hữu một đội hình mạnh, nhưng với một thuyền trưởng chưa hề có kinh nghiệm như Pirlo, thì cơ hội vô địch C1 có thể hé cửa với câu lạc bộ không có truyền thống tại đấu trường châu Âu này sau 1 đến 2 mùa giải nữa. Ai có thể thay Kepa khi anh đang mất phong độ tại Chelsea? Kepa được mang về sân Stamford Bridge nhằm thay thế khoảng trống mà Courtois để lại. Nhưng thủ môn đắt giá nhất thế giới thời điểm hiện tại đang để lại nỗi thất vọng rất lớn. Màn trình diễn tệ hại của mùa giải trước được nối tiếp bằng trận đấu thảm họa trước Liverpool. Lampard rõ ràng đã hết kiên nhẫn với Kepa và không thể phó mặc khung thành cho một thủ môn bất ổn như vậy. Chelsea vẫn còn thủ thành dự bị Caballero, nhưng đây cũng chỉ là một phương án tạm thời và màn trình diễn trước West Brom cuối tuần trước cho thấy anh cũng không khá hơn Kepa là bao. Tín hiệu đáng mừng duy nhất là The Blues đã hoàn tất việc chiêu mộ thủ thành Edouard Mendy từ Nice. Sở hữu chiều cao tốt 1m96, sải tay dài ấn tượng cùng với chơi chân tốt, Mendy rất phù hợp với lối chơi mà Chelsea đang theo đuổi. So về thông số, thủ thành người Senegal có tỷ lệ cứu thua thành công là 73,2% so với chỉ 53,9% của Kepa.
Chưa thể khẳng định Mendy sẽ thành công ngay tại mùa đầu tiên tại Anh, nhưng chỉ với 22 triệu bảng cùng với những con số biết nói vừa rồi, các cổ động viên của The Blues hoàn toàn có quyền đặt niềm tin vào anh. Manchester United liệu có sa thải Ole Gunnar Solskjaer trong mùa giải này hay không? Mùa giải vừa qua của Manchester United được coi là tạm chấp nhận được với một suất tham dự UEFA Champions League. Nhưng những màn trình diễn của đội bóng gần đây và đặc biệt là dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Solskjaer là rất mờ nhạt và thiếu thuyết phục. Sau khi hiệu ứng tích cực của tân binh Bruno đem lại đã không còn, MU hiện nguyên hình với lối chơi còn chưa được định hình rõ và dễ bị bắt bài. Quỷ đỏ đã chi 900 triệu bảng kể từ khi Sir Alex Ferguson và 240 triệu cho riêng Solskjaer. Nhưng MU vẫn chưa xây dựng được một lối chơi cụ thể, có bản sắc riêng và lại có nhiều sai lầm cá nhân. Trách nhiệm của những điều này dĩ nhiên thuộc về huấn luyện viên trưởng của đội. Mỗi lần quỷ đỏ nhận thất bại, ta chỉ thấy trên khán đài là khuôn mặt thẫn thờ của Solskjaer, chứ không phải là những lời thúc giục hay là mắng. Thời gian của Solskjaer không còn nhiều và nếu tiếp tục duy trì bộ mặt tệ hại như vậy trong giai đoạn sắp tới của mùa giải, có lẽ điều ông nên làm là chuẩn bị thu dọn hành lý và rời khỏi chiếc ghế của mình. Đó là tất cả các câu hỏi của Q&A số phát sóng tuần này. Rất cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi cho kênh. Chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều câu hỏi hay hơn nữa từ các bạn. Nếu bạn thấy video hữu ích, đừng quên like và share. Ngoài ra hãy đặt câu hỏi và thảo luận với chúng tôi ở phần bên dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.